Mấy bà biết làm sao á, bánh mì không ở ngoài người ta bán có 2.000 một ổ không? Bởi vì dễ làm lắm luôn á, chỉ còn có 4 nguyên liệu là bột mì, nước, muối với men là làm ra. Mà ở Sài Gòn đi kiếm một cái chỗ bán bánh mì đặc ruột cũng khó nữa. Mà tôi á là tôi khoái ăn bánh mì đặc ruột hơn là bánh mì giòn. Mình ăn nó mềm hơn mà nó cũng không có bị vụn bánh nhiều nữa. Bữa nay tôi mới mò ra được cái máy làm bánh mì tự động này hay lắm nè. Tự động trộn bột, tự động nướng luôn. Nên bữa nay tôi với mấy bà làm thử nha. Này á là máy làm bánh mì tự động của Panasonic. Nhìn nó giống như là cái máy giặt mini vậy mấy bà. Nó có hai cái lồng nha, một cái lồng to với một cái lồng nhỏ. Cái lồng to thì mình sẽ cho hết bột mì, nước với xí muối vô. Mấy bà đừng có lo, cứ cho hết một lần vô đi. Có định lượng sẵn thì tôi nói ở màn hình hết trơn rồi đó. Còn cái lồng nhỏ ở trên á, cái lỗ này là mình sẽ cho men nở nè. Còn cái khe bự bự á là mình sẽ cho topping, ví dụ như là nho khô, sô cô la hay là mấy bà tùy thích á. Cái máy này á sẽ tự động cân chỉnh hết nha, không có cần phải canh hay là thêm bớt gì trong lúc mà máy làm bánh đâu. Xong rồi mình chỉ cần nhấn nút làm bánh rồi mình chờ đợi bánh chín thôi. Được một cái là cái máy Panasonic này rất là dễ xài nha, có tới 13 chức năng luôn. Giống như là làm bánh mì mềm, bánh mì nhanh, rồi làm bánh pizza, vỏ há cảo gì cũng được luôn. Nói chung là nhiều lắm, tha hồ cho mấy bà sáng